trong cuộc gặp gỡ hữu tình và hữu duyên này, hai cha giáo phận và nhất là đức cha chính nói với con thay mặt cho linh mục đoàn giáo phận dâng lời chúc mừng đức cha. Ngày kỷ niệm thụ phong linh mục sắp tới vào ngày 29 tháng 4, giáo phận Xuân Lộc được thành lập 53 năm thì 52 năm đức cha làm linh mục và làm giám mục cho giáo phận này. Đời mục tử của đức cha đã đi qua từng sự vụ mà các anh em chúng con đây ai cũng cảm thấy rất gần với sứ vụ của mình. Đức cha đã làm phó sứ, đã coi trường học, làm công tác bác ái, công tác truyền thông. Đức cha đã đi xây dựng những công trình cho địa phận. Đức cha đã làm chánh sứ, làm quản hạt, làm đại diện giám mục, làm tổng đại diện. Đức cha cũng từng sinh hoạt đoàn thể, làm trưởng ban giáo dân, từng quan hệ với chính quyền cho các đức cha cố. Ít ai nghĩ đức cha cũng từng chạy loạn, cũng từng bị bắt vào tù, cũng bị mời làm việc, cũng bị vu khống vu oan. Đời người và đời linh mục của đức cha dài và nhiều màu sắc phong phú như 13 tác phẩm tác giả song nguyện là đức cha đã viết. Đã bỏ quê chạy loạn điêu linh, làm linh mục tại miền Nam không có cha mẹ. Từng làm việc dưới thời chế độ Sài Gòn có nhiều ưu đãi, sống thời bao cấp xã hội chủ nghĩa đầy gian khổ, sống thời kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhiều mù mịt, biết những lối đi. Có ai nghĩ đến 52 năm linh mục của đức cha cũng từng mở mang những giáo họ kinh tế mới cho vùng Xuân Lộc này. Đức cha cũng từng dạy học cho các đệ tử dòng nữ. Đức cha cũng từng chăm sóc các chúng sinh chui. Nhất là đức cha đã cùng với các đức cha tiền nhiệm từng phát thảo những định hướng mục vụ hàng năm, lập quỹ hưu dưỡng linh mục giáo phận. Cùng với đức ông Vinh Sơn, đức cha đã xây dựng chương trình giáo lý hồng ân, tái lập gia đình an lê để gây quỹ cho giáo phận. Và nhiều nữa, nhất là từ khi đức cha làm giám mục giáo phận, kể sau đây cho đủ những cơ sở vật chất của tòa giám mục đại chủng viện, nhà hưu dưỡng linh mục, trường cao đẳng nghề Hòa Bình và bây giờ đang là trung tâm hành hương đức mẹ Luôn Cúi, đều mang dấu ấn của đức cha. Nhất là những công trình thiêng liêng, những giám mục, những linh mục được đức cha đặt tay đang nối dài sự nghiệp của Thiên Chúa. Ngày kỷ niệm thụ phong linh mục, khi kể về thành quả của đức cha thì chúng con lại phải nhắc đến chính đức cha vẫn nói như là một tâm tình rất thật và khiêm tốn: tôi làm được gì là do ơn Chúa ban. Và đức cha con người ngọt ngào ấy luôn kể về những đấng bậc đã dắt đức cha đi trong cuộc đời để có ngày hôm nay. Đức cha cũng kể về những người bạn đồng hành đã giúp đức cha làm nên việc lớn. Đức cha cũng nói về những người thân yêu đã quý mến đức cha trong cuộc đời sứ vụ linh mục. Danh sách đó dài lắm, hầu như đến vô tận, và tìm nơi ấy có bóng hình của từng người chúng con, là những người bạn, những người con, những cộng sự linh mục mà đức cha đang gặp, đã chịu ơn đức cha và bước vào đời đức cha trong sứ vụ linh mục. Như thế, ngày hôm nay đi mừng kỷ niệm thụ phong linh mục 52 năm của đức cha, xin cho chúng con được cùng với đức cha dâng lời tạ ơn Chúa. Con xin được mượn lại lời của đức hồng y Ruini, giám quản Roma, trong ngày mừng đức thành giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị kim khánh linh mục ngày 1 tháng 11 năm 1996. Ngài bảo rằng: vì ơn linh mục của đức thánh cha cũng là ơn linh mục cho chúng con, ơn linh mục cho giáo phận Roma và cho toàn hội thánh. Nhìn vào cuộc đời của thánh Marco, giáo hội mừng kính hôm nay, để khi mừng ngày thụ phong linh mục của đức cha, chúng con xin được theo dấu bước chân của vị thánh sử,
vì Ngài mãi là người bạn chung đường với Phaolô và Barnabas. Và Ngài cũng là môn đệ đáng quý của Phêrô trong công việc loan báo tin mừng. Cũng vậy, chúng con theo Đức Cha trong những năm tháng qua, và nay chúng con cũng đang theo Đức Cha Giuse trong vườn nho giáo phận Xuân Lộc, như là một tiếp nối tông đồ vĩ đại và tông truyền mãi mãi có trong giáo phận này. Chúng tâm tình với Đức Cha Giuse trong ngày mừng này, xin thưa với Đức Cha, Xuân Lộc có một ông nội ở trong nhà thật quý hoàng, và 52 năm lịch sử đời linh mục của Ngài là kho tàng cho giáo phận mà chúng con có nhiệm vụ giữ gìn như là một gia bảo, và cùng với Đức Cha Giuse chúng con tiếp tục làm cho nở hoa thơm, làm cho sinh quả ngọt. Như thế Đức Cha rất xứng đáng để chúng con hiệp với Đức Giáo Hoàng Francisco. Tâm tình như Ngài viết cho Đức Cha trong thư mừng kinh thánh linh mục mà chúng con cùng cảm ơn Chúa với Đức Cha như Đức Giáo Hoàng bảo: ca tụng Chúa đi, hồn tôi ơi, suốt cuộc đời tôi xin hát mừng Chúa, sống bao lâu nguyện làm ca kính Chúa Trời. Và thánh vịnh 146, chúng con cùng với Đức Cha hát mãi cho hết đời của Đức Cha. Chúng con xin chân thành kính chúc với tâm tình quý mến, và cùng với Đức Cha Giuse, Đức Cha Gioan, chúng con kính dâng lên Đức Cha chút quà nhỏ và những cánh hoa như tấm lòng kính mến của linh mục đoàn chúng.